Các thánh từ đâu? Sáng ngày 17 tháng 4 năm 2022 nhằm ngày 17 tháng 3 năm Nhâm Dần, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027 trọng thể diễn ra tại trụ sở Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, chùa Đại Giác, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới. Chứng minh tham dự đại hội có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thừa Thiên Huế, Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Trị, Hòa thượng Thích Lưu Hòa, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, Hòa thượng Thích Lãng Quỳnh, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn chủ tọa có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 1 Trung ương, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Huệ Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Chư Tôn Đức, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình. Đại hội trân trọng đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành trung ương, đại diện Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp chính quyền tỉnh, địa phương sở tại, cùng tăng ni Phật tử, đồng bào dân tộc đến tham dự và chúc mừng. Đại hội bắt đầu bằng nghi thức cung nghinh chào quốc kỳ, đạo kỳ, tưởng nhớ Chư Tôn Đức tiền bối và những vị anh hùng dân tộc, cung thỉnh Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm soát điều hành đại hội, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu. Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp cho biết Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình được thành lập từ năm 2009, đến nay trải qua 3 nhiệm kỳ hoạt động. Phật giáo tỉnh đang ngày càng phát triển ổn định, lan tỏa tinh thần đoàn kết hòa hợp trong mọi Phật sự và đời sống sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, Phật tử tỉnh nhà. Hòa thượng khẳng định sự nổi bật trong nhiệm kỳ thứ 3, đó là tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy được vai trò truyền thống văn hóa, đồng hành cùng dân tộc trong tinh thần hộ quốc an dân. Những thành tựu đáng kể đến như Đại hội thành lập 2 ban trị sự Phật giáo, thành phố Đồng Hới và huyện Quảng Trạch, tổ chức đại hội 4 ban trị sự Phật giáo cấp huyện gồm Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Tuyên Hóa. Hòa thượng trưởng ban trị sự cũng bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn. Thưa toàn thể đại hội, ngày nay khi đất nước đang đi vào xu thế hội nhập và phát triển, giáo hội chúng ta cần có một tầm nhìn, một sự nhận thức đầy sáng tạo, cũng cần có đầy đủ những điều kiện để hoạt động và phát triển. Mỗi đại biểu chúng ta phải phát huy tinh thần từ bi vô ngã, vị tha của Đức Phật, đóng góp tích cực trong mọi sinh hoạt của giáo hội. Mỗi thành viên của giáo hội chúng ta cần trau dồi trí tuệ và đạo đức, ra sức tu tập, thực hành Phật sự để ngày càng hoàn thiện, xứng đáng nối tiếp truyền thống của giáo đoàn đệ tử của Đức Phật, trau dồi trí tuệ, đức hạnh, đem lại lợi ích đời sống cho nhân dân. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 3 của Phật giáo tỉnh trước đại hội bằng hình thức trình chiếu video sống động. Theo đó, Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình được thành lập từ năm 2009 với sự đồng thuận của toàn thể tăng ni tín đồ Phật tử. Phật giáo hiện diện tại đây tương đối mới nên đã được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của các cấp chính quyền. Hiện toàn tỉnh có 13 ngôi chùa được công nhận cơ sở tôn giáo với hơn 30 vị tăng ni đang sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ 3 vừa qua, Ban trị sự đã hoàn thiện thủ tục thành lập và tổ chức đại hội suy cử Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đồng Hới và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quảng Trạch nhiệm kỳ đầu, bổ nhiệm 5 vị tăng ni đảm nhận trụ trì các cơ sở chùa, trùng tu và xây dựng trụ sở văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh tại chùa Đại Giác.
các ban tăng sự Hoằng Pháp hướng dẫn Phật tử nghi lễ bằng thông tin truyền thông đã tổ chức hoạt động hiệu quả theo thông tư hướng dẫn của Trung ương Giáo hội và Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Đặc biệt, Phật giáo tỉnh đã thực hiện nhiều công tác an sinh xã hội, góp phần giúp người dân nơi đây khắc phục kinh tế khó khăn do thiên tai dịch bệnh thường xuyên xảy ra, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, với tổng trị giá hơn 70 tỷ đồng, xây dựng 21 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết. Trình bày phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Phật giáo Quảng Bình trước Đại hội, Đại Đức Thích Thiền Bình, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 3 đã đề ra nhiều hoạt động trọng tâm như thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Ba Đồn và huyện Minh Hóa, phát triển công tác Hoằng Pháp đến từng cơ sở tự viện, thống kê các cơ sở thờ tự, tiến hành lập hồ sơ, đề nghị công nhận và thành lập các cơ sở thờ tự đã bị hư hại trong chiến tranh, cũng như các vùng có đông tín đồ tu tập. Giữ vững và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động Phật sự thiết thực trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, Hoằng Pháp, từ thiện xã hội, thông tin truyền thông. Tại Đại hội, Trung ương Giáo hội đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho tập thể Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng đã trao tặng bằng khen cho Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Ngoài ra, các cá nhân cũng nhận bằng tuyên dương công đức của Giáo hội tỉnh nhà. Kết thúc 5 năm thừa hành Phật sự, Hòa Thượng Thích Tánh Nhiếp thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 3 tuyên bố mãn nhiệm và thông qua danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 4 2022-2027. Theo đó, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, lấy biểu quyết từ đại biểu toàn thể đại biểu nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 4 2022-2027 gồm 38 thành viên. Hòa Thượng Thích Tánh Nhiếp được Đại hội tái suy cử trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình, Thượng tọa Thích Phương Đạt, Phó trưởng Ban Thường trực Chư Tôn Đức, đồng Phó Ban Trị sự gồm có Thượng tọa Thích Đạt Đức, Đại Đức Thích Thiền Bình, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và Đại Đức Thích Phước Đăng làm Chánh Thư ký. Đại diện chính quyền, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, đánh giá cao và biểu dương tăng ni Phật tử tỉnh đã nhiệt tâm đóng góp trong công tác an sinh xã hội và góp phần đoàn kết tôn giáo, đoàn kết các dân tộc. Ông tin tưởng Chư Tôn Đức, tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới, tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, hướng dẫn tăng ni tín đồ Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân cùng chính quyền xây dựng tỉnh Quảng Bình phát triển giàu mạnh. Để định hướng cho công tác Phật sự nhiệm kỳ 4 của Phật giáo tỉnh Quảng Bình, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự đã ban lời đạo từ sách tấn đến Ban Trị sự. Hòa Thượng Phó Chủ tịch Thường trực tán dương những thành tựu Phật sự của Phật giáo tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ 3 và nhận định rằng Phật giáo tỉnh Quảng Bình tuy mới trải qua 3 nhiệm kỳ, nhưng dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Tánh Nhiếp, toàn thể thành viên Ban Trị sự đã đồng tâm hiệp lực, vạch ra đường hướng đúng đắn và sáng tạo cho những công tác Phật sự, đồng thời chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào nhân dân tại đây. Chúng tôi cũng mong rằng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ mới sẽ cố gắng để đoàn kết như là cái khẩu hiệu của chúng ta đây, trách nhiệm và kỷ cương. Thế rồi thì phát triển làm sao để Phật giáo tỉnh Quảng Bình mỗi ngày mà phát triển đi lên, đồng hành cùng với lại Phật giáo các tỉnh và đóng góp vào trong cái công cuộc mà xây dựng tỉnh Quảng Bình mỗi ngày một ấm no, thịnh vượng và phát triển trong cái thời kỳ hội nhập Phật giáo quốc tế cũng như hội nhập của thế giới của đất nước của chúng ta. Hòa Thượng kỳ vọng tân Ban Trị sự là những người trẻ có năng lực và đạo hạnh sẽ tiếp tục phát huy những thành quả Phật sự đã đạt được, thực hiện tốt theo nghị quyết đại hội và kế hoạch đã đề ra nhằm đưa Phật giáo tỉnh Quảng Bình phát triển vượt bậc.